tiếp tục series bóc phốt ngành dream. Duy Nguyễn tiếp tục đóng vai một giám đốc nhẹ dạ cả tin trước thông tin khách hàng bị mất điện thoại. Anh là giám đốc đúng không? Ủa, trung tâm THOL năm sao lớn như vậy mà để mất điện thoại của tôi. Đổ dồn dư luận vào công ty của mình. Chưa cần tìm hiểu, anh đã chủ động đưa ra vấn đề đền điện thoại, tiền bạc để đẩy mọi việc được giải quyết sớm hơn. Nhưng một lần nữa, câu chuyện lại càng trở nên cao trào khi nữ khách hàng để tiền sang một bên và đề cập đến tình một đêm. Đe dọa Duy Nguyễn, bồi thường thêm về mặt tinh thần cho mình. Vậy, qua video trên, Duy Nguyễn đang ẩn ý điều gì? Cùng đi giải mã ngay video dưới đây các bạn nhé! Trước tiên, chốn công cộng luôn là nơi với nhiều tệp người khác nhau. Đến Dream Center, tập luyện với mục đích thuần túy, văn minh, lịch sự thì chẳng có gì để nói. Cho đến khi vẫn có nhiều thành phần xấu trà trộn vào những phòng gym để giở chiêu trò cầm nhầm đồ của những người xung quanh trong chớp mắt. Có thể thấy, các câu lạc bộ thể hình, người tập còn thờ ơ với tài sản cá nhân, tâm lý chung đều dựa trên lòng tin về một tập thể có ý thức, về một tầng lớp streamer chân chính đại diện cho tầng lớp nam tử hán thực thụ chứ chẳng phải tiểu nhân giở trò đồi bại chốn đông người. Nhưng có lẽ con sâu làm rầu nồi canh vẫn còn manh nha hành động, lựa thời cơ chớp nhoáng chiếm tài sản của các đồng stream lân cận, thủ đoạn thì vô vàng. Tủ cá nhân không khóa cẩn thận, tư trang vứt lung tung hoặc thậm chí lỡ rơi ra ngoài trong quá trình luyện tập thì việc các đối tượng cầm nhầm bỏ túi là chuyện bình thường. Hệ lụy xảy đến ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt hình ảnh, uy tín và kết quả là tụt hậu so với đối thủ trên thương trường là điều khó tránh khỏi. Đây có lẽ là sự thật phũ phàng mà thực tế đã và đang xảy ra ngay hiện tại. Giám đốc Duy Nguyễn lập tức lấy tiền đè dư luận và cô gái lương lẹo tiếp tục được nước làm tới. Khi đòi hỏi Duy Nguyễn bù đắp tinh thần bằng một bữa tối đàm chuyện. Tối nay mình cùng đi ăn tối và giải quyết tiếp. Anh giám đốc trong video clip này dễ nhìn nhận là người bị hại. Nhưng ngược lại, mục đích của Duy Nguyễn là phản ánh hình ảnh một giám đốc nhu nhược xử lý cho qua vấn đề, chứ không thể nào xử lý một cách triệt để. Mọi chuyện sẽ tiếp tục lặp lại, không chỉ gây thiệt hại mà còn lục đục nội bộ, nghi ngờ lẫn nhau, khó đoàn kết. Về phía cô gái, có thể hiểu là hai kiểu người rất dễ thường gặp trong phòng gym. Đầu tiên là kẻ xấu cố tình dựng chuyện để quy tội cho phòng gym và may mắn gặp phải chàng giám đốc nhẹ dạ cả tin. Thứ hai là nữ streamer với mục đích trục lợi cá nhân thông qua sự việc trên, tiếp cận và dùng vốn tự có, thân thể, sự khiêu gợi của mình để mời chào Duy Nguyễn, tiếp tục lún sâu vào những rắc rối tiếp theo mà cô ả đã sắp xếp sẵn. Mục đích cuối cùng là gia sản, vật chất, bào mòn cơ ngơi của chàng giám đốc bằng mọi sự toan tính và mưu mô. Đặc biệt là trong ngành gym phức tạp, đầy rẫy những bóng hồng lãng lơ, sẵn sàng bản thân để mưu cầu hào quang cho cuộc sống sang trọng phía trước. Tất cả những ai đang làm chủ, đặc biệt trong lĩnh vực gym, cần cẩn trọng và minh mẫn trước mọi thế lực muốn công kích. Cần phải trang bị cho mình cái đầu lạnh, đánh giá mọi việc thật khách quan thì mới có thể đứng vững trên thương trường. Còn nếu không, sẽ chỉ mãi là con rối trước muôn vàng thế lực đen sẵn sàng công kích cơ ngơi của bạn bất cứ lúc nào. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì không biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài. À, đừng quên truy cập website thol.com.vn để có thể sử dụng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất của BBT các bạn nhé. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.